Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gạo đạt gần 3,9 triệu tấn, tương đương hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 40,8% về khối lượng và 49% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức tăng trưởng mạnh nhất cùng kỳ các năm từ năm 2013 đến nay. Thống kê trong 4 tháng đầu năm nay, Philippines là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam với 1,29 triệu tấn. Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất, Indonesia tăng mua gấp 26 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Nguyễn Ngọc Nam, chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho rằng, năm nay xuất khẩu gạo gặp thuận lợi nhất. Nhu cầu nhập khẩu tại thị trường cũ như Philippines, Trung Quốc và Malaysia đều tăng mạnh. Cùng với đó, gạo xuất khẩu sang các thị trường mới như Indonesia, một vài quốc gia châu Phi thì tăng đột biến. Ngoài ra, gạo thơm Việt Nam thực hiện xúc tiến thương mại thêm tại các thị trường ngách và ngày càng có vị thế riêng đã giúp cho bức tranh xuất khẩu gạo thêm rực rỡ.